Vũ khí vô đối của Nga khiến cho Mỹ phải khiếp sợ. Đồng minh Nga nổi loạn, hàng ngàn tên lửa đến Ukraine, hé lộ toan tính ẩn đằng sau. Quan hệ với Nga ngày càng nồng ấm, thái độ của Triều Tiên với Trung Quốc có gì khác? Bất chấp nhiều lần thử nghiệm thất bại và những lo ngại về môi trường, loại vũ khí này vẫn được Tổng thống Nga Putin ca ngợi là vô đối trên thế giới. Hai nhà nghiên cứu Mỹ mới đây tuyên bố đã xác định chính xác được địa điểm triển khai tên lửa 9M370 Borisvenik của Nga. Sử dụng hình ảnh vệ tinh từ Planet Labs, các nhà nghiên cứu đã xác định được một dự án xây dựng liên kề với một cơ sở lưu trữ đầu đạn hạt nhân, được gọi là Voloda-20 và Chesara, nằm cách Moscow khoảng 475 km về phía Bắc. Cơ sở này trước đây liên quan đến việc tích trữ đầu đạn hạt nhân cho tên lửa trên bộ, hiện có thể là nơi chứa Borisvenik, có khả năng cho phép phóng nhanh tên lửa. Trong khi đó, các nhà chức trách Na Uy cũng vừa báo cáo phát hiện dấu vết của chất phóng xạ Casium-137 dọc biên giới với Nga. Theo Cơ quan An toàn Hạt nhân và Bức xạ Na Uy, mức độ phóng xạ cao hơn bình thường, mặc dù chúng không gây nguy hiểm nghiêm trọng cho con người hoặc môi trường. Tuy nhiên, nguồn gốc của CC phóng xạ vẫn còn là một mối quan tâm và là bí ẩn. Một trong những mối quan tâm chính đối với các chuyên gia Na Uy và quốc tế là mối liên hệ có thể có với một địa điểm thử nghiệm của Nga trên quần đảo Novaya Zemlya. Địa điểm này được sử dụng để thử nghiệm tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân với đầu đạn hạt nhân có tên mã là Borisvenik. Địa điểm này nằm trong khu vực Pankovo, đã thu hút sự chú ý do hoạt động gia tăng trong những tuần gần đây. Phát ngôn viên DSA Bredo Moller xác nhận rằng mức độ phóng xạ gần biên giới đã thực sự tăng lên từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 9, nhưng nhấn mạnh rằng mức hiện tại vẫn rất thấp và không gây ra mối đe dọa cho người dân. Trang Baron Oserver Na Uy cũng lưu ý rằng đã có sự gia tăng hoạt động trên quần đảo Novaja Zemlya. Hình ảnh vệ tinh cho thấy các tàu chuyên dụng di chuyển trong vùng biển ngoài khơi địa điểm thử nghiệm và máy bay vận tải cỡ lớn IL-76 đang hạ cánh định kỳ tại sân bay được cho là đang thực hiện các hoạt động liên quan đến vụ thử tên lửa Burevestnik. Hiện chưa có tuyên bố chính thức nào từ Nga về vụ thử nghiệm này. 9M370 Burevestnik còn được NATO gọi là SSC-X9 Skyfall là một trong những vũ khí gây tranh cãi nhất trong kho vũ khí của Nga. Lần đầu tiên được Tổng thống Putin tiết lộ vào tháng 3 năm 2018. Loại tên lửa này được thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân và được đẩy bằng động cơ chạy bằng năng lượng hạt nhân. Về mặt lý thuyết, nó có tầm bắn không giới hạn. Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế có trụ sở tại London, Burasvenik có thể có tầm bắn lên tới 20.000 km, cho phép nó tấn công mục tiêu ở hầu hết bất kỳ nơi nào trên toàn cầu từ trong lãnh thổ Nga. Thế nhưng có rất ít thông tin về thông số kỹ thuật chính xác của Burasvenik. Người ta tin rằng loại vũ khí này được phóng bằng một tên lửa nhiên liệu rắn nhỏ, sau đó đẩy không khí vào động cơ chứa lò phản ứng hạt nhân nhỏ. Lò phản ứng này làm nóng không khí, cung cấp lực đẩy và cho phép tên lửa bay trên không trong nhiều ngày nếu cần. Các ước tính cho thấy tên lửa dài khoảng 12 m khi phóng, giảm xuống còn 9 m trong khi bay, với phần mũi có hình elip, kích thước khoảng 1m 1 mét x 1,5 m Các báo cáo chỉ ra rằng Burevestnik có thể được phóng từ các phương tiện Transporter, Erector, Launcher trên mặt đất, chẳng hạn như khung gầm bánh lốp đặc biệt MZKT 7930-8x8. Với hệ thống đẩy hạt nhân của tên lửa, Borasvenik được dự đoán là sẽ nặng hơn đáng kể so với tên lửa hành trình thông thường, nên có thể loại trừ khả năng triển khai trên không từ các máy bay ném bom Tu-160 hoặc Tu-95MS. Theo báo cáo năm 2020 của Trung tâm Tình báo Không gian và Không quân Quốc gia của Không quân Mỹ, nếu được triển khai thành công, Borasvenik sẽ cung cấp cho Nga một vũ khí độc đáo có khả năng liên lục địa khả năng bay ở độ cao thấp của tên lửa từ 50 đến 100 m và thay đổi hướng bay một cách khó lường có thể giúp nó tránh được các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại và trở thành một sự bổ sung đáng gờm cho kho vũ khí chiến lược của Nga. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia phương Tây vẫn còn hoài nghi về giá trị chiến lược của loại tên lửa này. Một số người cho rằng Burevestnik không tăng cường đáng kể năng lực hạt nhân hiện có của Nga, vốn đã bao gồm khả năng áp đảo hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ. Những người khác như cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ Thomas Countryman chỉ trích loại tên lửa này là hệ thống vũ khí ngốc nghếch độc nhất vô nhị, nêu rõ nguy cơ xảy ra tai nạn thảm khốc và ô nhiễm phóng xạ dọc theo đường bay của nó. Bất chấp những lo ngại này, quá trình phát triển và triển khai tiềm năng của Burestvenik không bị hạn chế bởi Hiệp ước New Start. Thỏa thuận kiểm soát vũ khí cuối cùng còn lại giữa Mỹ và Nga dự kiến sẽ hết hạn vào năm 2026. Nga đình chỉ việc tham gia các cuộc đàm phán để gia hạn hiệp ước, làm dấy lên lo ngại về một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân không kiểm soát. Các chuyên gia cho rằng Moscow có thể sử dụng Burevestnik như một con bài mặc cả trong bất kỳ cuộc thảo luận kiểm soát vũ khí nào trong tương lai. Mặc dù có tiềm năng ấn tượng, loại tên lửa này đã gặp phải những vấn đề về mặt kỹ thuật và kết quả thử nghiệm thiếu thuyết phục. Theo báo cáo của Tổ chức Phi lợi nhuận, sáng kiến đe dọa hạt nhân có trụ sở tại Washington, kể từ năm 2016, ít nhất 13 cuộc thử nghiệm đã được tiến hành, với chỉ hai lần thành công một phần. Thất bại đáng chú ý nhất xảy ra vào năm 2019, khi một vụ nổ trong nỗ lực cứu vãn một cuộc thử nghiệm tên lửa thất bại đã dẫn đến dò dỉ bức xa ở Biển Trắng của Nga, khiến ít nhất 5 chuyên gia hạt nhân Nga thiệt mạng. Tình báo Mỹ vào thời điểm đó đã cho rằng vụ việc có thể là một phần của cuộc thử nghiệm Burasvenik Vụ việc này nêu bật những rủi ro nghiêm trọng về môi trường và an toàn do loại tên lửa này gây ra, khiến nó được đặt biệt danh là thảm họa Chernobyl, ám chỉ tới thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất trong lịch sử xảy ra ở phía bắc Ukraine vào năm 1986. Burovskiy là một phần của bộ vũ khí chiến thuật tiên tiến rộng hơn mà Nga đã và đang phát triển, bao gồm tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat, phương tiện lướt siêu thanh Avangard và phương tiện không người lái dưới nước có vũ khí hạt nhân Poseidon. Những cái tên gọi siêu vũ khí này nhằm mục đích tăng cường khả năng răn đe hạt nhân của Nga và nâng cao vị thế quân sự toàn cầu của nước này. Tuy nhiên, quá trình phát triển Burevestnik gặp phải nhiều thách thức cả về mặt kỹ thuật và ngoại giao. Trong khi Tổng thống Putin tuyên bố rằng tên lửa này là vô đối trên thế giới, thì hồ sơ thử nghiệm đầy vấn đề của nó và những rủi ro vốn có của động cơ hạt nhân đã khiến cho nhiều chuyên gia phương Tây đặt câu hỏi liệu tên lửa này có bao giờ được đưa vào sử dụng hay không, với một số người ước tính rằng việc triển khai vẫn có thể mất một thập kỷ nữa. Trong khi đó, quá trình phát triển Borisvenik tiếp tục làm phức tạp thêm các nỗ lực kiểm soát vũ khí quốc tế. Khi Hiệp ước New Start sắp hết hạn, việc đưa các hệ thống chiến thuật mới như Borisvenik vào các cuộc đàm phán trong tương lai sẽ là một vấn đề quan trọng. Về việc thử vũ khí hạt nhân, mới đây thứ trưởng ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, Moscow sẽ không tiến hành bất kỳ cuộc thử hạt nhân nào nếu Mỹ cũng làm như vậy. Lập trường của Nga về các cuộc thử nghiệm hạt nhân không có gì thay đổi. Như Tổng thống Nga từng nói, chúng tôi có thể tiến hành cuộc thử nghiệm, nhưng chúng tôi sẽ không làm như vậy vì Mỹ kiềm chế các bước liên quan đến hoạt động thử nghiệm hạt nhân. Thứ trưởng ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nhấn mạnh. Ông cũng thông tin thêm. Tôi muốn lưu ý rằng bãi thử Novaja Zemlya đã hoàn toàn sẵn sàng, đây cũng là phản ứng trước bước đi của Washington tập trung vào việc nâng cấp cơ sở hạ tầng sẵn có trong vài năm qua. Người đứng đầu cơ sở thử nghiệm hạt nhân trung ương Nga tại quần đảo Novaja Zemlya, chuẩn đô đốc Andrei Sinitsyn cho rằng cuộc thử nghiệm hạt nhân có thể được tiến hành tại đây bất cứ lúc nào. Nga đã thực hiện khoảng 715 vụ thử hạt nhân, trong đó vụ thử hạt nhân gần đây nhất mà Moscow tiến hành là tại bãi thử Semipalatinsk vào ngày 19 tháng 10 năm 1989 và bãi thử Novaja Zemlya vào ngày 24 tháng 10 năm 1990. Vào hôm 18 tháng 9, Nga vừa kích hoạt bãi thử hạt nhân Novaja Zemlya ở Bắc Cực Mặc dù bãi thử này không sử dụng đúng mục đích trong 34 năm, nhưng cơ sở hạ tầng của bãi thử vẫn được bảo trì và sẵn sàng tiếp tục hoạt động thử nghiệm quy mô lớn. Chuẩn đô đốc Andrei Sinitsin thông tin thêm nếu lực lượng tại Novaya Zemlya được yêu cầu tiếp tục thử hạt nhân, nhiệm vụ này sẽ hoàn thành đúng thời hạn. Ông Sinitsin nhấn mạnh địa điểm có thể nằm xa tiền tuyến giữa Nga và Ukraine, cũng như nằm ngoài tầm với của tên lửa tiên tiến nhất do phương Tây cung cấp cho Kiev nơi này có hệ thống an ninh toàn diện cho phép đẩy lùi mọi cuộc tấn công. Ông Sinisin nói, chúng tôi có trạm giám sát trên không và nhóm chế áp UAV di động trực chiến mỗi ngày. Nhiều hệ thống tác chiến điện tử khác nhau được sử dụng để bảo vệ mọi cơ sở. Chúng tôi luôn sẵn sàng đẩy lùi mọi loại mối đe dọa, bao gồm nỗ lực xâm nhập của nhóm phá hoại và trinh sát vào đảo. Vào hồi tháng 3, Tổng thống Nga Putin cho biết Mỹ đang cân nhắc khả năng tiếp tục hoạt động từ hạt nhân, vì một số chuyên gia tin rằng hình thức mô phỏng máy tính là không đủ đối với loại đầu đạn mới. Các nước phương Tây đang tích cực thu gom đạn dược và các loại vũ khí tại khu vực Ban Căng. Nhiều vũ khí trong số này được chuyển đến Ukraine. Lượng xuất khẩu vũ khí của Serbia đã tăng gấp 4 lần kể từ năm 2020, khoảng 800 triệu euro, tương đương với 890 triệu USD đạn dược do nước này sản xuất, đã được chuyển tới Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2 năm 2022. Trong khi đó, xuất khẩu vũ khí của Cộng hòa Bosnia và Herzegovina bao gồm 4 tháng đầu năm gần như tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Các nhà máy sản xuất đạn dược của nước này đang hoạt động suốt ngày đêm. Điều đặc biệt quan trọng đối với Ukraine và những nước ủng hộ Kiev là Serbia và Bosnia đều có khả năng sản xuất đạn dược và trang thiết bị theo cả tiêu chuẩn của Liên Xô và NATO. Bên cạnh đó, đạn dược do hai nước này cung cấp thường có chi phí rẻ. Ví dụ một quả đạn của Bosnia chỉ có giá bằng một phần tư giá của một quả đạn phương Tây. Cả Bosnia và Serbia đều có luật hạn chế bán vũ khí cho các vùng chiến sự, nhưng họ đã tìm ra cách giải quyết thông qua các bên thứ ba. Ví dụ, Mỹ là khách hàng trên danh nghĩa mua đạn của Bosnia, nhưng sau đó số đạn này được Washington chuyển cho Ukraine. Serbia, mặc dù từ chối áp đặt lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga, nhưng đã chuyển hàng nghìn quả đạn pháo qua Cộng hòa Séc, Thổ Nhĩ Kỳ và một loạt công ty bình phong để đến tay ép. Các báo cáo về sự xuất hiện của vũ khí Serbia trong khu vực xung đột ở Ukraine được ghi nhận lần đầu tiên vào tháng 2 năm 2023. Những bức ảnh chụp tài liệu do gì được công bố qua mạng xã hội X cho thấy Kiev nhận được tên lửa do công ty Krusik Serbia phân phối để dùng cho hệ thống phóng loạt. Với số lượng lên tới 3.500 tên lửa cỡ nòng 122mm, đơn vị xuất khẩu trực tiếp cho Kiev là công ty Thổ Nhĩ Kỳ AK Suvoma Senaji Tekaret Limited. Thông tin sau đó được đăng tải trên website của Bộ Quốc phòng Ukraine. Ngoài Ukraine, tờ Economist cho biết vũ khí của Serbia còn có xu hướng xuất hiện trong các cuộc xung đột xa hơn nữa. Trước đó vào tháng 7 năm nay, Tổ chức Ân xá Quốc tế báo cáo rằng họ đã tìm thấy một lượng lớn vũ khí của Serbia tại đất nước Sudan đang bị chiến tranh tàn phá. Bên cạnh đó, một cuộc điều tra do BIRN, một mạng lưới phóng viên Ban Căng và tờ Haaretz Israel phát hiện ra rằng số lượng vũ khí của Serbia được chuyển tới theo Avi đã tăng vọt kể từ các cuộc tấn công do Hamas tiến hành nhằm vào Israel tháng 10 năm 2023. Động thái của Serbia đang khiến nhiều phía lo ngại, tiêu biểu như ông Milorad Dodik, nhà lãnh đạo Cộng hòa SKA, phần lãnh thổ Bosnia do người Serb thống trị, đã công khai chỉ trích Serbia bán vũ khí cho Ukraine. Một số người Serb hiện nay đang tham gia chiến đấu cho Nga. Đối với một số chính quyền khu vực, đây là cơ hội để họ giành được uy tín chính trị với Mỹ và Liên minh châu Âu EU. Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic nói rằng việc bán vũ khí cho Ukraine là một phần hành động nhằm cân bằng giữa phương Tây và Nga. Tuy nhiên, ông khẳng định đây cũng là hoạt động kinh doanh tốt. Tôi rất mừng khi chúng tôi xuất khẩu vũ khí. Ông Vu từng tuyên bố, đó là một dòng ngoại tệ thuần túy. Vào tháng 6 năm nay, ông Vu Xích cho biết Serbia không xuất khẩu trực tiếp sang Ukraine, nhưng nước này vẫn có hợp đồng với Mỹ, Tây Ban Nha, Cộng hòa Séc. Sau đó các nước này làm gì với vũ khí nhập khẩu từ Serbia thì đó là việc của họ, ông Vu nói. Nhà lãnh đạo Serbia lưu ý thêm rằng xuất khẩu vũ khí là cơ hội phát triển kinh doanh ở Serbia và nước này từ chối đứng về bất cứ phía nào trong cuộc xung đột. Serbia vốn là đồng minh truyền thống của Nga tại Ban Căng. Gặp gỡ Tổng thống Nga Putin vào hôm 4 tháng 9 bên lề diễn đàn kinh tế phương Đông ở Vladivostok, Phó Thủ tướng Serbia Alexander Vulin đã khẳng định Serbia là đồng minh của Nga. Do vậy, phát biểu của Tổng thống Serbia khiến cho Moscow phản ứng. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay, chúng tôi đã nghe thấy và ghi nhận tuyên bố của ông Vucic. Nga sẽ liên lạc với những người bạn Serbia để trao đổi cụ thể về vấn đề này. Tuy nhiên, cho tới nay, các hoạt động cung cấp vũ khí gián tiếp của Serbia tới Ukraine dường như vẫn tiếp tục. Theo Giám đốc Khoa học của Hội đồng các vấn đề quốc tế Nga Andrei Kotunov, Moscow buộc phải tiếp cận cực kỳ thận trọng với bất kỳ tình huống nào có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho mối quan hệ song phương. Chúng ta không còn nhiều đối tác và bạn bè ở châu Âu, và Serbia là một trong số đó. Tôi cho rằng hiện tại không phải lúc thích hợp để Nga làm chuyện lớn này, ông Kotunov nói. Quan hệ giữa Serbia và Nga đang làm dấy lên nhiều câu hỏi. Bên ngày càng cho thấy quyết tâm hội nhập với EU. Không chỉ cung cấp vũ khí cho Ukraine, Tổng thống Serbia Vucic còn từ chối lời mời tham dự hội nghị các nước BRICS của Tổng thống Putin, không những một lần mà tới hai lần. Lời mời đầu tiên được ông Putin gửi tới Serbia vào cuối tháng 8 và lời mời thứ hai được đưa ra tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông, nhưng cuối cùng đều bị ông Vucic từ chối. Tổng thống Vucic lấy lý do bận rộn với công việc nội bộ và cần tiếp đón đoàn khách ngoại giao quý để từ chối lời mời của ông Putin. Điều này đối với một quốc gia lớn như Nga quả thật là không nể mặt, đồng thời làm u ám thêm triển vọng hợp tác tiếp theo giữa ba nước Trung Quốc, Nga và Serbia. Quan hệ Nga, Trung Quốc và Serbia vốn rất chặt chẽ, trên lý thuyết việc serbia tham gia hội nghị nhóm brics với trung quốc và nga là thành viên sẽ càng làm mối quan hệ ba bên thêm khẳng khít tuy nhiên nhà lãnh đạo serbia mong muốn đất nước của ông có thể gia nhập eu hơn là tham gia brics với việc thúc đẩy dự án khai thác lithium với eu và công khai thừa nhận việc gián tiếp hỗ trợ ukraine serbia đã tiến gần hơn đến mục tiêu gia nhập eu song bước đi này chắc chắn sẽ có ảnh hưởng tới quan hệ serbia trung quốc và nga serbia một khi trở thành thành viên của EU, Serbia sẽ phải gánh vác trách nhiệm và nghĩa vụ, trong đó có vấn đề hỗ trợ Ukraine. Bên cạnh đó, với việc Serbia gia nhập EU thì khối này và NATO có thể tiếp tục đẩy lùi ảnh hưởng của Nga ra khỏi bán đảo Ban Căng. Đối với Nga, đây chắc chắn không phải là tin tốt. Trong khi đó, Trung Quốc có thể hưởng lợi bất ngờ nhờ việc Serbia gia nhập EU, bởi nước này có thể trở thành cầu nối cho sự hợp tác giữa Trung Quốc và châu Âu. Trên thực tế, dự án khai thác lithium giữa Serbia và EU cũng được Trung Quốc chấp thuận và thậm chí là thúc đẩy. Trước khi dự án khai thác lithium ở Serbia được khởi công, Trung Quốc đã quyết định chuyển giao công nghệ năng lượng mới tiên tiến cho Ý nhằm mục đích thu hút EU, thúc đẩy hợp tác chung EU hoặc ít nhất tránh việc Mỹ và EU hình thành liên minh chống Trung Quốc trên lĩnh vực năng lượng mới. Do đó, việc Serbia gia nhập EU không làm xấu đi hợp tác chung Serbia và ngược lại nó có thể góp phần thúc đẩy hợp tác chung EU. Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un vừa gửi lời chúc đến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với ngôn từ được cho là có phần tiết chế. Chủ tịch Kim Jong-un chúc người dân Trung Quốc thành công hơn nữa trong việc xây dựng một đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại. Trong thông điệp, đáp lại lời chúc mừng nhân kỷ niệm 76 năm Quốc khánh Triều Tiên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước đó. Thông điệp dài 194 này không dùng nhiều ngôn từ hoa Mỹ, vốn thường xuyên xuất hiện trong các cuộc trao đổi qua lại giữa lãnh đạo Trung Triều, nhưng đã giảm đáng kể trong năm nay KCNA từng 3 lần đề cập đến các cuộc trao đổi qua lại giữa hai ông Tập và Kim trong năm nay so với 10 lần vào năm 2023. Các từ ngữ dùng để mô tả về mối quan hệ song phương ít hào hứng hơn, ngôn ngữ thì tiết chế hơn trong các thông điệp năm nay so với năm 2023, cho thấy khoảng cách rõ rệt cho mối quan hệ cá nhân từng rất nồng ấm giữa hai nhà lãnh đạo. Triều Tiên thường sử dụng phép so sánh rằng mối quan hệ của họ với Trung Quốc gần như là môi với răng. Các phương tiện truyền thông chính thức của Triều Tiên cũng thường nói về lòng tin sâu sắc và tình cảm thân thiện đối với người dân Trung Quốc anh em. Trung Quốc là nhà tài trợ lớn nhất của Triều Tiên trong phần lớn thời gian sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, cung cấp viện trợ kinh tế cho Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tăng cường trao đổi với Nga trong năm nay. Mỹ và các đồng minh cho rằng điều này dẫn đến hoạt động chuyển giao vũ khí gia tăng với việc Bình Nhưỡng gửi hàng triệu quả đạn pháo và tên lửa đạn đạo tới Nga để hỗ trợ cho chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow tại Ukraine. Đổi lại, Nga đã gửi viện trợ, hỗ trợ nền kinh tế Triều Tiên và giúp Triều Tiên thúc đẩy các chương trình phát triển vũ khí. Bình Nhưỡng và Moscow đã bác bỏ các cáo buộc kể trên. Chỉ riêng đạn pháo mà Triều Tiên cung cấp cho Nga có thể trị giá tới hàng tỷ USD và viện trợ từ Nga có thể là động lực lớn nhất cho nền kinh tế Triều Tiên kể từ khi ông Kim lên nắm quyền. Vào giữa tháng này, Nga đã cử thư ký Hội đồng An ninh Sergei Shoigu đến Bình Nhưỡng để đối thoại với ông Kim. Sau đó, Triều Tiên cũng cử Bộ trưởng Ngoại giao Choi Son Hui đến Nga trong chuyến công du nước ngoài hiếm hoi và có cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov. Theo lời người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine Kirilo Budanov nói, viện trợ quân sự của Triều Tiên cho Nga khiến Ukraine lo ngại hơn với những hỗ trợ mà các đồng minh khác của Nga đã cung cấp. Đến đây, thời lượng của bản tin cũng đã kết thúc. Mời quý vị ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!